80. Giới trong thôn nơi vắng đứng chung với người nam. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Giới này ý muốn chấm dứt sự cơ hiềm của thế gian khiến chúng sanh tinh kính. Lục Nhiếp nói: do việc tới nhà cư sĩ và dâm nhiễm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, nhóm sáu cô ni vào thôn ở nơi vắng, cùng đứng với người nam và cùng nói chuyện. Cư sĩ thấy dị nghị rằng: ni cô không biết xấu hổ, làm chuyện xấu xa nào có đạo đức gì, giống như dâm nữ giặc nữ không khác. Các ni nghe bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni đi vào trong thôn ở nơi vắng, cùng đứng chung nói chuyện với người nam, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: vào thôn tức là vào nhà cư sĩ. Chỗ vắng là nơi mắt không thấy, tai không nghe. Không thấy là nơi có các vật ngăn che. Không nghe ít nhất là không nghe được tiếng nói bình thường. Cùng đứng chung nói chuyện với người nam. Luật Thập Tụng nói: một tỳ kheo ni và một cư sĩ nam mà không có người thứ ba. Định tội: tướng phạm của giới này là vào trong thôn ở nơi vắng, đứng chung và nói chuyện với người nam, phạm ba vật đề. Hoặc có bạn mà người đó bị mù mà không điếc, hoặc điếc mà không mù, hoặc đứng mà không nói, tất cả đều phạm đột kiết la. Luật Thập Tụng nói: bao nhiêu lần đứng chung nói chuyện là bấy nhiêu tội ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, có tâm đắm nhiễm; hai, chỉ có một mình không có bạn đi theo; ba, nơi vắng vẻ cùng đứng cùng trò chuyện. Chế chung: giống giới trước, khai duyên. Không phạm là hai cô ni cùng đứng hoặc có người hiểu biết cùng ở cạnh. Có nhiều người nữ cùng đứng mà không bị mù, bị điếc, hoặc đi mà không đứng, hoặc bị bệnh té xỉu xuống đất, hoặc bị bắt ép, hoặc bị trói bắt đem đi, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn. Và ban đầu, khi Phật chưa chế giới,